con cái kênh này ha. Dạ. Lúc đó khoảng tầm 1 2 giờ chiều á. Vậy ha. Dạ. Dâu mấy người gần gần đó người ta gặp ha. Người ta mới ta gặp nè, kiến lửa cắn nè, nó bỏ mà kiến lửa cắn nhỏ nè anh. Đây nè. 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 Đúng rồi, rồi trên tay cắn rồi, quá trời luôn nè. Rồi trên lưng nữa nè cô chú anh chị. Trên lưng nữa đây nè. Ừ. Nè. Ừ. Đó. Ừ. Cũng 2-3 ngày nay rồi em xích dầu, xích thuốc rồi. Rồi giờ về sống nhờ với cha mẹ hả? Ừ, về ở với cha mẹ. Nói chung thì cái cha mẹ cũng không có thu nhập nữa mọi người. Em thì cũng rất là khó khăn không chú anh chị. Dạ. Nhà thì cũng ấy thôi. Nhà rất là nghèo em. Nhà không có gì giá trị, xe còn không có nữa để đi làm nữa. Hai bà già thì bán bánh mì cũng thu nhập thì nói chung ra thì không được nhiều cho nó chú anh chị. Như đất này cũng ở đậu của người ta hay là đất nhà? Dạ, đất ở đậu của nhà nước anh. Đậu ha. Đậu của nhà nước nó cho mình cất tạm bợ rồi chứ nó không có cho xây kiểu như người ta. À, tại vì hoàn cảnh rất là khổ của chú anh chị. Dạ. Rồi đêm tối nó nhớ mẹ không? Đêm thì nó cũng khóc 3-4 quận. Chắc ngủ nghe gì được hả? Em thức sáng đêm không á. Hả? Hả? Chỗ sông kia làm sao? Thì đi mua xin tiền đầu này xin tiền đầu kia mua vậy chứ làm sao giờ. Hoàn cảnh rất là khổ ha con chú chị. Rồi giờ còn tiền để mua sữa cho bé nó uống không? Rồi sáng thì còn trăm mấy đi ra mua đồ ăn nó hết trơn rồi. Mua thịt đồ này kia nấu cháo rồi cho nó ăn hả? Dạ. Chứ giờ nó có sữa uống rồi bắt còn người ta cho nó ăn chứ làm sao giờ. Dạ. Rồi. Đang bú bỏ ngang luôn. Tội nghiệp nhỏ gà trống là con ha cô chú anh chị và các bạn. Dạ. Tại chi mà hoàn cảnh của tí thì nó khá giả thì An có nói làm gì. Hoàn cảnh thì rất là khó khăn, rất là khổ. Thành ra giờ con mình phải lo chứ khổ cả là khổ mình phải lo ha cô chú anh chị. Đâu có bỏ được đâu anh ơi. Rồi. Nhỏ buồn hiu à. Nhỏ buồn ngủ á. Không có mẹ nó buồn á. Giờ nhà te tua hết trơn à. À cái nhà này lúc vợ chồng ở trong này hả? Ở nhà ở đây gần cha mẹ thì ở trên. Lúc đó thì hai vợ chồng tí nó ở đây nè mọi người. Nghèo khổ quá rồi giờ vợ bỏ luôn rồi. Thấy thì không có được gì nhiều hết đó cô chú anh chị, chỉ có 4 cái vách tôn, quần áo. Thì tối thì chỉ có kê với này ngủ thôi. Rất là khổ ha cô chú. Ngủ với đó luôn hả? Tối chắc trải nghiệm ra đây ngủ hả? Ừ, chứ giờ cái nhà mới lớn rồi sao mày nghĩ ngủ đâu. Chỉ có chạy ra rồi nằm thôi. Bởi vì khổ quá vợ bỏ luôn à. Tại vì con gái nó thì mới 10 tuổi à, mới 10 tháng à. Giờ vô là nhỏ mới 10 tháng hả? Ờ. Đang bú mà. Ừ. Tí làm gì? Ôi. Gì thở dữ vậy à? Thấy khổ còn khổ hơn nữa hả? Giống An rồi đó không? Vậy tao khổ không? An đại gia mà khổ cái gì? Tao không khổ thiệt. Khổ tao nói tao khổ. Ừ. Giờ cho bà nội nuôi à, giữ nè. Bà nội sáng đi bán bánh mì về được mấy chục ngàn ha. Ừ. Sống qua ngày. Đây là con mình nha, nó đi theo để nó làm camera nhưng bữa nay không có biết làm rồi. Đây là nhà ông bà nội cũng không có khá giả gì, nghèo gách một tơi. Còn tí thì nó ở dưới căn chòi gách nát dưới rồi vợ chán quá vợ bỏ đi luôn rồi.
Nè bánh mì sáng bà mẹ bà đi bán nè, còn dư nè mọi người. Nhà rất là khổ. Nhà không có gì giàu, chỉ có mấy tượng Phật là giàu à. Giàu tượng Phật thôi không? Có cái tủ mà không có gì trong này hết trơn. Không biết có vàng gì luôn ở đây. Mình đi xa quê rồi làm cũng 5-7 năm rồi mọi người. Tủ để đựng toàn là thuốc không à. Chứ không có gì quý. Về thấy mẹ cũng khổ rồi, mình cũng khổ nữa, giờ không biết làm cái gì. Rồi thấy thằng em cổ còn khổ hơn, nó bị vợ bỏ nè. Bỏ gái à, 10 tháng tuổi rồi. Vậy đó. Thì sao rồi con? Nhớ mẹ không? Nhớ mẹ không? Mẹ đâu? Mẹ bỏ theo cha rồi trời ơi. Nhỏ buồn hiu rồi. Nhớ mẹ nè. Bằng đêm khóc dữ lắm. Chắc mẹ cũng ngủ không được luôn hả? Ai biết. Ngủ gì tao hả? Sao ngủ? Nó thức rồi phải thức canh nó sao thôi, ngủ gì. Thiền trưởng gì đâu mà khổ dữ vậy. Mua thịt nấu cháo cho nó hay vậy? Rồi thịt gì mà nó xấu dữ vậy? Rửa sáng giờ hai ba quận. Quá khổ mọi người ơi. Nhà mà thấy thảm không? Nhà này mà gió mạnh cái nó thổi đi. Thổi xuống sông luôn á. Nhà cũng không có đất đai gì, mẹ thì ở đậu nhà nước, thì giờ về đây nó cũng sống cất cái chòi tạm bợ để sống đây. Nhưng mọi người thấy không, khổ quá, vợ bỏ luôn chứ coi có cái hoàn cảnh nào tốt hơn không, chứ sống đây quá khổ rồi. Thuyền trưởng nè, mà thuyền trưởng nên nổi nông nổi. Thuyền trưởng này nó ra khơi bị chìm tàu. Cái chuyện làm ăn mà nó không cẩn thận như ý mình muốn mà biết được đâu. Thì bây giờ thì không biết làm sao, bây giờ đi kiếm món gì anh em lay gai đi để cho đỡ buồn. Bây giờ gần Tết thì chỉ có vậy thôi. Chứ bây giờ mình ở quê mà mình đâu có đòi hỏi cao ấy quá thì cũng... Có món gì lấy gai không? Đi mua con chai rượu 12 ngàn rồi vô anh em lấy gai đi. Với cho đỡ nướng buồn với... Nướng đi, vẫn ngon anh. Nướng lâu chết mẹ. Chào lâu mà nội. Ở đó mà chở, không bỏ luôn. Nhà ở cặp dòng sông nha mọi người. Rất là mát mẻ nhưng mà... Với hoàn cảnh này thì cũng khổ vô cùng. Không có làm ra tiền. Đó, hai vợ chồng sống vậy đó. Giờ vợ bỏ đi rồi.